Mọi người ơi, mình vừa mới ngủ dậy đây. Công nhận một điều nha, mình ngủ gật khi mà mình đang học bài á, thì thật sự giấc ngủ nó rất là phê luôn mọi người. Nhưng mà nếu mà mình cứ tiếp diễn cái chuyện đó hoài á, thì thật sự không có tốt chút nào cho cái sức khỏe của mình, và cái chất lượng giấc ngủ của mình nó cũng sẽ không có được tốt lắm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với thầy Võ Nhật Nam. Thầy là giảng viên thực hành khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thầy sẽ chia sẻ cho chúng ta một số cách mà để cải thiện tăng ca cái chất lượng của giấc ngủ, để ngày hôm sau khi mà chúng ta có giấc ngủ ngon rồi á, thì khi mà tỉnh dậy chúng ta sẽ làm việc và hoạt động thật là hiệu quả nha. Xin chào tất cả các bạn sĩ tử, lại là tôi đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề mà chắc hẳn các bạn rất là quan tâm, đó chính là giấc ngủ. Bây giờ tất cả các bạn sĩ tử đang rất là lo lắng về kỳ thi của mình, vì vậy dẫn đến chất lượng của giấc ngủ của các bạn không đảm bảo cho quá trình luyện tập của các bạn. Các bạn hãy biết rằng chúng ta cần một giấc ngủ tốt chứ không phải chúng ta cần một giấc ngủ dài. Vì vậy, vấn đề đầu tiên các bạn hãy xác định rõ là các bạn phải có một giấc ngủ ngon nhất. Sau đây tôi sẽ chia sẻ một số cách mà để cho các bạn có giấc ngủ ngon. Đầu tiên, khi mà mắt của chúng ta mệt mỏi thì các bạn nên vuốt nhẹ ở hai bên vùng mắt xuống. Rồi, khi bắt đầu vuốt nhẹ, chúng ta lúc đó chúng ta cần phải cho mắt được nghỉ ngơi, bởi vì mắt của chúng ta đã điều tiết rất là nhiều rồi. Các bạn nên đóng tất cả các sách vở đang học lại, chúng ta sẽ tạm gác lại để cho ngày mai. Sau đó các bạn sẽ đi dùng nước ấm, các bạn sẽ rửa khuôn mặt của mình trước khi bắt đầu đi ngủ. Và đặc biệt tuyệt đối khi lên giường, chúng ta sẽ không nghĩ ngợi về tất cả các bài làm của mình và không sử dụng các thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại di động, vì nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn. Sau đó các bạn hãy nằm thoải mái ở trên giường và bắt đầu chúng ta hãy từ từ nhắm mắt lại và tận hưởng giấc ngủ của mình. Đặc biệt các bạn sĩ tử trong thời gian này các bạn thường xuyên đói bụng vào ban đêm và các bạn sử dụng rất là nhiều các thực phẩm không tốt, nên vì vậy trước khi chúng ta đi ngủ chúng ta hạn chế sử dụng quá nhiều thức ăn, bởi vì khi chúng ta ngủ là giai đoạn cơ thể của chúng ta đang phải nghỉ ngơi. Khi mà các bạn ăn, bao tử sẽ làm việc rất là nhiều, vì vậy là sẽ giảm đi chất lượng giấc ngủ của các bạn. Và một điều quan trọng đó chính là các bạn sĩ tử hay còn thường xuyên sử dụng các loại như là cà phê hoặc là trà để duy trì quá trình học tập thời gian dài. Nhưng những cái đó về lâu về dài sẽ không tốt và làm cho các bạn cạn kiệt sức lực hơn. Vì vậy tôi khuyên rằng là các bạn không nên sử dụng cà phê hay là trà trong quá trình mà các bạn ôn luyện, bởi vì nó không tốt cho sức khỏe của các bạn. Thay vào đó, các bạn nên sử dụng các loại trái cây cũng như các thức uống từ trái cây để giúp cho các bạn bổ sung thêm vitamin và năng lượng để cho các bạn có một ngày học tập hiệu quả hơn, kèm theo đó là một giấc ngủ tốt hơn. Đặc biệt là khi các bạn ngủ, các bạn nên nằm một cái gối thấp và đừng quá cao, bởi vì gối quá cao sẽ có thể gây ra làm tình trạng đau cho các bạn vùng cổ vai gáy phía sau, làm cho các bạn mất đi chất lượng giấc ngủ. Và khi chúng ta ngủ, chúng ta cũng cần một cái gối ôm để cho cái tư thế cột sống của chúng ta có thể thoải mái hơn và làm cho cái tâm lý của các bạn sẽ an tâm hơn khi giấc ngủ. Hy vọng đây là những chia sẻ hữu ích dành cho các sĩ tử để cho các bạn có một chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Cảm ơn tất cả các bạn. Healthcare, chương trình tư vấn sức khỏe và tâm lý dành riêng cho tân sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng, với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ đầu ngành cùng các chuyên gia, khách mời nổi tiếng đang trực tiếp giảng dạy từ khối ngành sức khỏe. Healthcare vì bạn và luôn bên bạn. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tại kênh Facebook của Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Chọn Hồng Bàng, vững vàng tương lai.